Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bethlehem. Họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại những điều đã được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giêsu. Đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Suy niệm và cầu nguyện. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Lời của muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa khi hài nhi Giêsu chào đời, cho thấy ý định của Thiên Chúa muốn trao ban bình an cho nhân loại qua sự chào đời của trẻ Giêsu. Bình an cũng là lời cầu chúc mà mọi người thường dành cho nhau trong mùa Giáng sinh và đầu năm mới. Nhưng làm sao chúng ta có thể sống bình an giữa những biến động, khó khăn và lo lắng, nhất là trong thời gian đại dịch COVID-19 này? Tin mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta mẹ Maria như là mẹ của sự bình an. Bài tin mừng tường thuật quang cảnh của đồng hoang, nơi những người chăn chiên tìm đến và gặp thấy bà Maria, ông Giuse cùng hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Trái ngược với cảnh tưng bừng, vui vẻ, sáng lòa trước đó, khi sứ thần xuất hiện và loan báo tin mừng trọng đại cho những người chăn chiên. Khung cảnh lúc này thật tĩnh mịch, đơn sơ và nghèo hèn của đôi vợ chồng trẻ sinh con và đặt nằm trong máng cỏ. Giữa bao biến động và thăng trầm xảy đến cho thánh gia, mẹ Maria vẫn bình lặng bên hài nhi bé nhỏ với tất cả tình yêu thương. Mẹ thật là hiện thân của yêu thương và bình an giữa lòng nhân loại đầy bon chen, ganh đua, lo lắng và có khi bất an. Quả vậy, dù lúc mang thai trẻ Giêsu trong những ngày tháng cuối thai kỳ, dù trải qua những vất vả và khó khăn của chuyến đi Bethlehem đường xa, mệt mỏi vì phải đi bộ hoặc cưỡi lừa nhiều ngày mới tới nơi, và khi tới nơi lại không tìm được chỗ trọ nên phải sinh con giữa đồng không mông quạnh, nhưng mẹ Maria không hề thốt ra một lời than vãn, bực tức hay khó chịu. Mẹ vẫn sống bình an giữa muôn vàn khó khăn của hoàn cảnh. Mẹ không có được sự an toàn cần thiết, không tìm được một chỗ bình yên, không có sự bảo đảm về điều kiện vệ sinh và sức khỏe bình thường của một người phụ nữ lúc sinh con. Nhưng lòng mẹ vẫn an bình đến lạ thường. Ở bên mẹ có Thánh Giuse, trong vòng tay mẹ có hài nhi Giêsu, và quan trọng hơn, ở trên mẹ có ân sủng của Thiên Chúa, nên trong lòng mẹ luôn có bình an. Hơn nữa, giữa sự ồn ào và hối hả của các mục đồng đến thăm và loan tin, trước sự ngạc nhiên của những người nghe biết sự việc, mẹ Maria chỉ ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Phản ứng của mẹ thật bình thản và an bình. Mẹ không kêu trách Chúa vì sự thiếu thốn những nhu cầu cơ bản. Mẹ cũng không tỏ ra vui mừng hay tự hào trước sự ngạc nhiên của người ta về hài nhi. Mẹ không khoe khoang khi chứng kiến ba nhà chiêm tinh từ xa đến bái lại hài nhi và dâng những lễ vật cao quý. Mẹ chỉ lặng thầm suy nghĩ, và chắc hẳn mẹ còn cầu nguyện trong sự tín thác cho Thiên Chúa. Sự thinh lặng trong cầu nguyện với hết lòng tin tưởng và cậy trông vào Chúa mang lại cho lòng mẹ sự an bình nội tâm, dẫu mẹ đã, đang và sẽ tiếp tục đối diện với bao thử thách và khó khăn như lời Thánh Vịnh. Hồn con vẫn trước sau, giữ cho thinh lặng
giữ sao thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui. Sự an bình trong lòng mẹ không phải vì mẹ được bảo đảm an toàn. Sự bình an của mẹ không phát xuất từ sự đầy đủ tiện nghi, cũng không phải vì mọi sự đều theo đúng như mong muốn của mình, mà vì mẹ tin rằng mẹ được Thiên Chúa yêu thương, chúc phúc và chở che. Sự bình an của mẹ không đến từ sự sắp đặt của con người, không bị lệ thuộc vào hoàn cảnh không mấy thuận lợi và không bị chi phối bởi điều kiện thể lý hay vật chất. Trước mặt người đời, cuộc đời mẹ thật bấp bênh, mong manh và như chẳng có gì bảo đảm cho một cuộc sống an toàn và đủ đầy. Nhưng tâm mẹ an, lòng mẹ thanh thản, vì trong vòng tay mẹ có hài nhi Giê-xu và tâm hồn mẹ có Chúa, đấng là nguồn của sự bình an. Trong ngày đầu năm mới 2022 này, lời Chúa vẫn vang vọng cho mỗi người chúng ta. Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Thiên Chúa là nguồn bình an, người yêu thương từng người trong chúng ta và luôn muốn chúng ta sống an bình. Tuy nhiên, chắc hẳn Thiên Chúa không muốn con người chúng ta thụ động chờ đợi bình an như một thứ ân huệ ban phát tùy lòng hảo tâm, mà bình an phải là kết quả cuối cùng của một tiến trình cố gắng của con người đi về phía Chúa là nguồn bình an. Bình an không chỉ đơn giản là những lúc ta cảm thấy được an toàn, những khi vui sướng hân hoan bên ngoài, hay lúc sức khỏe dồi dào, hoặc được giàu có sung túc, hay mong gì được nấy, mà là lúc chúng ta cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa, thể hiện cách sống động và cụ thể nơi hài nhi Giê-xu Giáng sinh vì chúng ta, để rồi chấp nhận chết trên thập giá mà hóa giải mọi nỗi thù ghét, ngăn cách, chia rẽ, bất hòa và trở nên nguồn bình an cho mọi người chúng ta. Lạy Chúa, chúng con vừa trải qua một năm đầy biến động, đầy những đau thương, mất mát, âu lo, sợ hãi và bất an. Chúng con mất người thân, mất công ăn việc làm, mất nguồn thu nhập, mất sự tự do gặp gỡ, mất cả niềm tin và hy vọng sống. Xưa mẹ Maria cũng từng chịu cảnh mất mát to lớn và những khó khăn dồn dập, thậm chí mất cả đứa con yêu dấu duy nhất. Nhưng mẹ chưa bao giờ mất bình an, vì lòng mẹ luôn có Chúa là nguồn bình an. Nhờ lời bầu cử, hướng dẫn và gương mẫu của mẹ, xin đừng để chúng con đánh mất sự bình an nội tâm. Chúng con xin dâng năm mới này lên Chúa trong niềm hy vọng và tín thác vào Chúa, để dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, xin Chúa đong đầy tâm hồn chúng con bằng tình yêu thương và sự bình an của Ngài. Amen.